Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự tối ngày 2 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tại các chốt kiểm dịch phòng chống dịch COVID-19 tại hai huyện Tam Đường và Than Uyên. Ngành giáo dục đào tạo Lai Châu trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Xã Bản Bo, huyện Tam Đường đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tháng 5 năm 2021, ngày hội của toàn dân và cử tri Lai Châu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay đang vui mừng cho ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, đồng thời sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ta chọn người thật đúng, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 5, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra và động viên cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch phòng chống dịch COVID-19 tại hai huyện Tam Đường và Than Uyên. Trước đó, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, nguy cơ xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất cao. Ban chỉ đạo tỉnh đã kích hoạt lại hoạt động của 3 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thời gian kể từ 0:00 ngày 1 tháng 5 năm 2021 là chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 1 tại ngã ba liên ngành, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 tại điểm kiểm dịch bản ngã ba, xã Mường Kim, huyện Than Uyên và chốt kiểm dịch COVID-19 số 4 tại km 162 cộng 650, bản Sắp Ngụa, xã Phúc Than, huyện Than Uyên. Đến kiểm tra và động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, có tốc độ lây nhiễm nhanh. Đặc biệt sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lượng cán bộ, công chức, viên chức và người dân trở lại Lai Châu làm việc và lao động nhiều, nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh luôn thường trực. Vì vậy đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân công ca kíp trực 24/24 giờ để thực hiện tốt công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 5 năm 2021, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19. Và sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương các sở ngành địa phương, các lực lượng tuyến đầu đã rất tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 3 chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh đã được kích hoạt và đi vào hoạt động từ 0:00 ngày 1 tháng 5 năm 2021. Kể từ khi xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, thì các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã khẩn cấp điều tra, truy vết các trường hợp có yếu tố nguy cơ. Và tính đến 6 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2021 thì đã xác định được 17 F1, 162 F2, 500 F3 liên quan tiếp xúc gần với các trường hợp ca bệnh và đã được lập danh sách quản lý, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Và trước tình hình đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ đã được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện thông báo số 89 ngày 1 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 và một số nhiệm vụ sau. Kích hoạt đồng bộ hệ thống phòng chống dịch các cấp, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra. Thực hiện nghiêm việc bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và yêu cầu 5K theo quy định của Bộ Y tế. Yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân khi đi nghỉ lễ quay trở lại địa phương phải khai báo y tế. Tiếp tục thần tốc, triệt để trong việc truy vết,
giám sát chặt chẽ và thực hiện tốt công tác cách ly, quản lý sau cách ly đối với các trường hợp F. Giao Sở Y tế, CDC, Công an tỉnh chủ động phối hợp, điều phối tăng cường hỗ trợ giữa các đội điều tra, xác minh, truy vết của tỉnh và các huyện, thành phố, đảm bảo nhịp nhàng, đồng bộ, truy vết nhanh, kịp thời, chính xác. Sở Y tế chỉ đạo giám sát triển khai đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, nêu để chậm trong công tác xét nghiệm, điều tra, truy vết. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch, không gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh sử dụng phần mềm khai báo, truy vết người có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19 của tỉnh, song song với các phần mềm, biện pháp khai báo y tế hiện có, các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo. Về Sở Y tế, CDC, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng ưu tiên theo quy định. Chú trọng tiêm cho các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu, các trường hợp thường xuyên tiếp xúc nhiều với người dân. Thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, cập nhật kịp thời thông tin đầy đủ, các thông tin, địa điểm có dịch, những nơi liên quan đến ca bệnh, lên các phương tiện thông tin đại chúng và trang fanpage của tỉnh cho các địa phương, cơ quan đơn vị và nhân dân được biết để chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra lại toàn bộ quy trình cho phép chuyên gia, người lao động tay nghề cao nhập cảnh và làm việc tại địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra giám sát và chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đối với các nhà xe, bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, yêu cầu nhà xe, hành khách thực hiện lập và khai báo đầy đủ, chính xác danh sách, thông tin khi tham gia hành trình theo hướng dẫn của cơ quan y tế, ưu tiên khai báo trên phần mềm của tỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Các chốt kiểm soát dịch COVID-19 được kích hoạt, thực hiện kiểm soát chặt chẽ, thống kê đầy đủ thông tin người và phương tiện vào địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện các yếu tố dịch tễ để áp dụng các biện pháp phòng dịch, không để ùn tắc, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu kép của tỉnh. Thưa quý vị, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã bước vào giai đoạn gấp rút. Và có thể nói rằng vấn đề mà cử tri quan tâm nhất trong cuộc bầu cử là việc lựa chọn giới thiệu các ứng cử viên có đức, có tài và danh sách cử tri. Về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết cuộc phỏng vấn. Trước tiên xin được gửi lời cảm ơn đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu liên quan đến nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vâng, thưa đồng chí, là công tác thông tin tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng trong chuẩn bị bầu cử, và với đặc thù tỉnh Lai Châu là một tỉnh biên giới miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, và để đảm bảo được là thông tin tuyên truyền rộng rãi đến cử tri với nhân dân thì việc thông tin tuyên truyền đã được tỉnh chỉ đạo và triển khai như thế nào, thưa đồng chí? Ủy ban bầu cử tỉnh đã thành lập một tổ giúp việc về tuyên truyền, và trên cơ sở đó thì tổ cũng đã đề xuất với Ủy ban bầu cử một kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong toàn tỉnh, từ trên các phương tiện thông tin đại chúng như là đài truyền hình, đài tiếng nói, các báo, và chúng tôi cũng ứng dụng công nghệ thông tin, ví dụ như là trên trang fanpage của Ủy ban Nhân dân tỉnh để tuyên truyền sâu rộng. Đồng thời thì đối với những cái địa bàn mà còn khó khăn ấy thì phải kết hợp rất là nhiều các cái giải pháp khác, ví dụ như là băng rôn, khẩu hiệu, rồi các cái phương thức tuyên truyền di động, loa phát thanh. Chúng tôi cũng mời các cái trưởng bản, già làng có uy tín, và thông qua các trưởng bản già làng có uy tín để họp nhân dân và thông tin về kế hoạch bầu cử, ngày bầu cử, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của công dân
khi mà chúng ta sẽ phải làm sao đó thực sự là để cuộc bầu cử là dân chủ, khách quan, minh bạch và tiết kiệm, an toàn. Từ nay đến ngày bầu cử 23 tháng 5 không còn nhiều nữa, vậy thì xin đồng chí có thể cho biết là Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ chỉ đạo những nội dung gì để ngày bầu cử thật sự là ngày hội toàn dân và cử tri có thể phát huy tối đa quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử này? Trước hết thì phải niêm yết danh sách các ứng viên để làm sao đấy nhân dân tìm hiểu rõ những cái người mà mình sẽ tin tưởng, gửi gắm. Thứ hai là chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo để tổ chức cho các ứng cử viên có cái điều kiện thuận lợi nhất để tiếp xúc nhiều nhất được với các cử tri nơi mà mình sẽ ứng cử. Cái thứ ba là phải tuyên truyền, tiếp tục tuyên truyền nhiều hơn nữa để người dân hiểu được cái ngày bầu cử và sẽ đi bầu cử. Quan trọng là người dân đi bầu cử sẽ chọn được đúng người, có tâm, có tầm và sẽ hiện thực hóa cũng như là truyền đạt đến được các cấp có thẩm quyền những cái gửi gắm của cử tri. Thứ tư là chúng tôi cũng phải tính toán về cái an toàn của cử tri, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà phòng chống dịch bệnh COVID, để làm sao đấy là người dân khi đi bầu cử thì thực sự là cảm thấy là rất là an toàn. Nhân dịp này thì cũng xin đề nghị với bà con cô bác, các cử tri ngày 23 tháng 5 hãy quan tâm và đi bầu cử để làm sao đó là đúng là một ngày hội toàn dân, để chúng ta sẽ chọn ra được những cái người có đức có tài đại diện cho tiếng nói của cử tri. Xin được cảm ơn đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã cung cấp đến người dân và cử tri những thông tin vô cùng hữu ích liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xin được cảm ơn đồng chí. Thưa quý vị, có diện tích mặt nước ao hồ, sông suối lớn nên mỗi năm trên địa bàn tỉnh Lai Châu đều xảy ra hàng chục vụ trẻ em thiệt mạng do đuối nước. Và để hạn chế thấp nhất các vụ đuối nước có thể xảy ra trong mùa hè này, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Lai Châu đang tích cực trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trong trường học. Phóng sự sau đây sẽ thể hiện nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là buổi tuyên truyền về phòng chống đuối nước của trường trung học cơ sở xã Bàn Giang, huyện Tam Đường trước khi cho học sinh nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Những buổi tuyên truyền như thế này được nhà trường đặc biệt quan tâm và tổ chức thường xuyên tại các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp và lồng ghép trong các môn học. Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên nhiều năm qua, trường trung học cơ sở Bàn Giang không có trường hợp học sinh bị đuối nước. Rất là nhiều những cái học sinh của nhà trường là các em đã thường xuyên phải qua những cái đập tràn vào cái mùa mưa lũ. Thì nhà trường cũng đã hướng dẫn các em đó là khi mà nước to quá là không được qua cầu, cũng không được qua đập tràn. Cái thứ hai nữa là trước khi các cái kỳ nghỉ lễ và nghỉ cuối tuần thì nhà trường cũng đã tập trung học sinh để nhắc các em là khi mà trời nóng các em về nhà đi tắm suối hoặc là tham gia các cái công việc của gia đình liên quan đến ao hồ là các em phải thực sự là chú trọng đến cái việc đảm bảo an toàn cho bản thân và cho bạn bè. Hai năm trở lại đây, khi chuyển lên học cấp 2, em Trần Thị Trang không còn được bố mẹ đưa đón đến trường nữa. Hàng ngày, em phải đi bộ qua rất nhiều con suối và đập tràn để đến trường. Được các thầy cô dặn dò nên vào những ngày mưa gió, em đều rất cẩn thận khi đi băng qua những nơi này. Mỗi hôm cháu đi học thì cháu phải qua con suối rất là nguy hiểm, đặc biệt là vào mùa mưa, nước dâng cao. Khi chúng ta đi qua sẽ dễ gây ảnh hưởng đến tính mạng, đặc biệt là sức khỏe. Vậy nên vào những hôm đi học, nước dâng cao em đã gọi cho thầy cô giáo và xin nghỉ học. Và đặc biệt là vào mùa hè thì chúng em, đặc biệt là em và tuyên truyền cho tất cả mọi người, vào mùa hè sẽ không đi ra suối chơi hoặc đi bơi, đi tắm để tránh ảnh hưởng gây đến tính mạng và sức khỏe.
Ngoài gần 100 hecta diện tích mặt nước ao, hồ nuôi trồng thủy sản, xã Bản Giang còn có hai con suối lớn chảy qua. Vì vậy, nguy cơ tai nạn đuối nước là rất lớn. Để hạn chế đến mức thấp nhất, ngoài công tác tuyên truyền, xã đã tập trung cắm các biển cảnh báo tại những nơi nguy hiểm. Thông báo cho tất cả các bạn kịp thời làm tốt cái công tác tuyên truyền, động viên bà con tránh đi qua lại những cái nơi mà có nguy cơ sạt lở, cũng như là nơi mà có nguy cơ có nước lũ, đặc biệt là những cái cầu và những cái đập tràn mà qua lại giữa các bản với nhau và giữa trung tâm xã với các bản. Và từ đó thì chúng tôi làm tốt cái công tác tuyên truyền đến cái bà con là tránh đi lại qua chỗ mà nước lũ, và chúng tôi cũng đã rà soát và cắm những cái biển vào những cái địa điểm mà có thể xảy ra cái lũ lụt để ngăn ngừa, là để tạo cái trực quan cho bà con thấy là cái nơi đấy là cái nơi nguy hiểm, để bà con cũng như là người dân cũng như là các em học sinh mà khi đi qua lại đấy thì người ta thấy được cái vấn đề nguy hiểm khi đi qua cái vùng đấy, là để người ta tránh. Thống kê trong 2 năm trở lại đây tại huyện Tam Đường có gần 30 người thiệt mạng do đuối nước, trong đó có 12 vụ xảy ra đối với trẻ em, là 14 cháu thiệt mạng. Để giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, ngành giáo dục và đào tạo địa phương đã cử toàn bộ giáo viên thể dục đi tập huấn bơi lội để về áp dụng vào giảng dạy tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Những cái khó khăn vướng mắc thì báo cáo ông chí là trên địa bàn huyện Tam Đường tôi là tất cả các đơn vị trường học đều không có bể bơi. Thế thì về việc dạy các em kỹ năng biết bơi thì lại chủ yếu là lại lợi dụng cái sông suối và ao hồ ở tại địa bàn, thì cái việc sử dụng cái đó thì cũng không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên mà không hướng dẫn các em thì cũng rất khó khăn. Thế là chúng tôi vẫn phải thực hiện dạy các em ở tại các sông suối mà những cái chỗ không có ít có sóng, nó cũng ít ảnh hưởng. Thế và thực hiện ở ngoài ao. Thế còn kiến nghị đề xuất của chúng tôi là kiến nghị với các cấp nghiên cứu cấp kinh phí để các đơn vị nhà trường có những cái bể bơi nhân tạo để các em có thể được học bơi một cách an toàn tại các đơn vị trường học. Dù ngành giáo dục và chính quyền các địa phương ở Tam Đường nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung đã tích cực trang bị kỹ năng ứng phó với tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước cho học sinh. Tuy nhiên, với những khó khăn về cơ sở vật chất và việc sử dụng sông, suối, hồ, ao thành những chiếc bể bơi bất đắc dĩ, cho thấy nguy cơ đuối nước nơi đây vẫn hiện hữu. Thưa quý vị, tại trụ sở Vietinbank Lai Châu, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Vietinbank chi nhánh Lai Châu đã tổ chức chi trả 300 triệu đồng tiền bồi thường bảo hiểm người vay vốn cho gia đình ông Dương Ngọc Hưng, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Năm 2018, ông Dương Ngọc Hưng đã vay vốn kinh doanh tại phòng giao dịch Đông Phong thuộc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh tỉnh Lai Châu. Tại đây, ông Hưng đã được cán bộ Vietinbank chi nhánh Lai Châu tư vấn tham gia bảo hiểm người vay vốn tại VBI với quyền lợi bảo hiểm điều kiện B tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật với số tiền bảo hiểm là 300 triệu đồng. Trong cái đợt lũ lụt xảy ra và Ngân hàng Công Thương cũng trong quá trình vay vốn thì Ngân hàng Công Thương cũng động viên khách hàng về cái sử dụng sản phẩm tiền vay và mua cái gói bảo hiểm với mức phí là rất thấp. Với gói là 1.050.000 và không may xảy ra cái đợt lũ cuốn trôi và mất tích thì đã được ngân hàng cùng với bảo hiểm VBI cũng đã trả cái phí 300 triệu đối với khách hàng Dương Ngọc Hưng. Khách hàng Dương Ngọc Hưng ngày 24 tháng 6 năm 2018 chẳng may đã bị lũ cuốn trôi. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đến với ngân hàng Vietinbank và đã được cán bộ ngân hàng cùng với cán bộ công ty bảo hiểm hướng dẫn cung cấp hồ sơ để làm hồ sơ yêu cầu chi trả bồi thường. Ông Hưng bị lũ cuốn mất tích nên theo quy định của pháp luật, sau 2 năm gia đình đã hoàn thiện được các thủ tục. Sau đó gia đình được thông báo phương án bồi thường hợp đồng bảo hiểm 100% số tiền tham gia bảo hiểm là 300 triệu đồng. Tôi mua bảo hiểm của Vietinbank là sau khi gia đình xảy ra tai nạn thì là hoàn tất thủ tục nó chưa được hợp pháp bởi vì là không tìm được xác của chồng tôi, nhưng mà đến sau 2 năm thì là có cái chứng tử, thì bắt đầu có chứng tử một cái thì là cũng là lúc mà bảo hiểm kết hợp cùng gia đình để hoàn thiện tất cả các hồ sơ và trao trả tiền cho tôi thì một cách nhanh nhất. Cái sản phẩm bảo hiểm người vay vốn Vietincare của công ty bảo hiểm Vietinbank chúng tôi là cái sản phẩm mà
nhằm chia sẻ những cái rủi ro mà khách hàng khi vay vốn tại Vietinbank không may gặp phải khi mà họ đã mất đi khả năng lao động kiếm tiền để chi trả cái khoản vay tại Vietinbank. Khi đó thì công ty bảo hiểm chúng tôi sẽ đứng ra để chi trả cái khoản nợ của khách hàng tại Vietinbank này. Sản phẩm bảo hiểm người vay vốn là sản phẩm bảo hiểm rất có ý nghĩa với người vay vốn tại Vietinbank. Với sản phẩm này, gia đình khách hàng sẽ không phải chịu gánh nặng trả nợ khi khách hàng không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Thưa quý vị, một trong những mục tiêu nhiệm vụ cơ bản mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bản Bo, huyện Tam Đường, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là phát triển nông lâm nghiệp, gắn đầu ra cho sản phẩm, tập trung phát triển vùng chè chuyên canh tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, quan tâm phát triển kinh tế gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Ngay trong năm đầu tiên triển khai nghị quyết, Đảng bộ xã đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế. Mục tiêu này được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tích cực thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Từ sự chỉ đạo định hướng của Đảng bộ xã, chi bộ bản trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, gia đình bà Vàng Thị Dăm ở bản Cốc Phung đã mạnh dạn đầu tư trồng mô hình dưa hấu đầu tiên trong vụ xuân hè này với diện tích là 1.500 m². Tận dụng diện tích đất ruộng cấy một vụ và tích cực chăm sóc, đến nay, diện tích dưa hấu của gia đình bà Dăm cũng như các hộ trong bản đang phát triển tốt, ít sâu bệnh, hứa hẹn cho thu nhập ổn định. Những năm trước, gia đình tôi chỉ trồng lúa, trồng ngô. Năm nay được nhà nước hỗ trợ giống dưa hấu, bản tích cực vận động chuyển đổi cây trồng. Gia đình tôi đã trồng thử nghiệm vụ đầu tiên, chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bón phân theo hướng dẫn để cây phát triển tốt, đang bói quả. Đại hội lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Bản Bo đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhiệm vụ cơ bản cùng các nhóm giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, với mục tiêu mỗi năm giảm 5% tỷ lệ hộ nghèo. Tuyên truyền bà con làm cái vụ mùa này đấy cũng để năng suất thôi, mà cái gặt lúa xong cũng là tuyên truyền cho bà con là cái trong cái vụ mùa ngô chiêm này, xong là cũng mùa mua cũng cái dưa hấu đấy, mà cũng tuyên truyền cho bà con cũng thích thức làm ạ. Bây giờ cũng phát triển chè, mà cái chè nó bây giờ cũng bà con cũng tuyên truyền chè, xong bây giờ thì cũng để một cái một vụ để chỗ nào cũng có chè hết rồi, bây giờ để có một vụ để trồng ngô mới có hiệu quả để chăn nuôi sản xuất ở trong gia đình. Đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững, đạt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đến năm 2025 đạt 45 triệu đồng, cùng với tập trung sản xuất lương thực theo hướng thâm canh tăng vụ, duy trì sản xuất 70% giống lúa chất lượng cao, Đảng bộ xã tiếp tục phát triển và thâm canh cây chè chất lượng cao theo quy chuẩn Việt Gáp, đáp ứng yêu cầu thị trường. Với cái diện tích đất nông nghiệp hiện có thì chúng đối với cái diện tích đất nông nghiệp thì chúng tôi tập trung là tuyên truyền vận động bà con dân là chuyển dịch cái cơ cấu cây trồng để sao là tạo ra cái sản phẩm hàng hóa như là cái lúa chất lượng cao. Thì ngay như là năm 2021 này thì chúng tôi phấn đấu là sẽ quy hoạch 100 ha để cấy lúa nước chất lượng cao, thì trong đó được phân chia làm hai vụ chiêm xuân thì chúng tôi đã thực hiện được 62 ha, và vụ mùa thì chúng tôi là xây dựng kế hoạch là 60 ha để làm sao mà dần dần sẽ mở rộng cái diện tích là lúa chất lượng cao để tạo ra cái sản phẩm hàng hóa, nâng cao cái thu nhập cho bà con dân. Ngoài ra những cái diện tích mà lúa một vụ kém hiệu quả thì trong cái kế hoạch này chúng tôi cũng xác định là tới đây sẽ chuyển đổi một số cái thay thế một số cây trồng khác nó có cái giá trị kinh tế cao hơn. Thứ hai là đối với cái cây công nghiệp thì đối với cây chè thì ngoài cái việc tập trung là chăm sóc, đầu tư ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cái diện tích chè cũ, và chúng tôi sẽ tập trung là mở rộng thêm 100 ha ở những cái bản có điều kiện để từng bước là nâng cao cái chất lượng cũng là sản phẩm của cái thương hiệu của cái cây chè.
Tập trung đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy xã tiếp tục phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về sinh hoạt cùng chi bộ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để kịp thời có những định hướng, giải pháp trong phát triển kinh tế. Bám sát nghị quyết, yêu cầu của chi bộ, đảng viên trong xã phát huy vai trò gương mẫu đi đầu để nhân dân học tập và noi theo. Từ năm 2016 cho đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 70 mô hình khu dân cư an ninh trật tự nông thôn và các mô hình tổ tự quản, dòng họ tự quản, gia đình tự quản, làm nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư. Các lực lượng chức năng cũng vận động được gần 440 hộ với trên 2.400 nhân khẩu từ bỏ ý định di cư đi nơi khác, vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế như súng tự chế trên 5.900 khẩu, hơn 13.600 viên đạn, gần 280 nòng súng, 5 quả đạn pháo, 18 quả lựu đạn. Qua đó đã củng cố xây dựng được 33 xã phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, 6 xã được Bộ Công an quyết định đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Do đó, trong thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng đưa 1.875 thủ tục hành chính công lên dịch vụ công trực tuyến, thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của 15 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và 4 cơ quan ngành dọc. Trong đó, mức độ 1 và mức độ 2 là 850 thủ tục, mức độ 3 là 446 thủ tục, mức độ 4 là 579 thủ tục. Đến nay, thành phố Lai Châu đã thực hiện giải ngân xây dựng cơ bản đạt trên 21% kế hoạch vốn giao năm 2021. Theo kế hoạch, năm 2021, tổng kế hoạch vốn giao trên 96 tỷ đồng, trong đó nguồn tỉnh quản lý trên 14 tỷ 500 triệu đồng, nguồn thành phố quản lý trên 81 tỷ 400 triệu đồng, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia 650 triệu đồng. Để đảm bảo kế hoạch giải ngân, ngay từ đầu năm, thành phố Lai Châu đã chỉ đạo ban quản lý dự án, các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 đảm bảo theo đúng quy định dự toán được giao. Đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư hoàn ứng vốn đầu tư và nộp hoàn trả dự án của đơn vị các khoản thu hồi theo kết luận của thanh tra, kiểm toán. Cùng với đó, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ, đảm bảo chế độ chính sách theo quy định, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, tạo quỹ đất, đảm bảo tiến độ giải quyết vướng mắc tại các dự án đang thi công.